Hello, xin mến chào tất cả anh em nhá. Anh em đang nghe trên chất âm của vang số JBL kênh 180 bãi. Tiếng nhạc rất hay đúng không anh em? Chắc lịch, rất là sạch sẽ cho anh em. Và cái tiếng micro thì như thế nào? Thì đây, alo trực tiếp cho anh em vừa setup luôn, gửi hàng cho hai bác. 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Dùng cái con mic rẻ tiền nhất và cái con mic đáp đi gửi hàng em để test mà anh em nghe rất là hay đúng không ạ? Gửi cho hai bác, một bác ở Nam Định này, bác này thì phi trường này cọc 300 này, một bác này là bác Thanh cũng cọc trước 300 rồi. Thì khi mà anh em mua hàng ấy với những dòng hàng bãi này thì anh em vui lòng đặt cọc trước cho bên em, đó là 300.000 anh em nhá. Lưu ý với tất cả anh em như vậy đấy. Và đây là cái lô hàng bãi tháo phòng hát bên China anh em nhé, phải nói rõ tất cả anh em luôn. Và nó vẫn còn rất là mới, hầu như là nó, anh em đây, nó cũng có 1-2 vết xước này. Đây, anh em nhìn chưa, xước nhỏ thôi anh em nhé, chứ không là không thể tránh được. Vì kể cả khi em đi lắp phòng cũng vậy thôi, cũng thỉnh thoảng cũng phải dính, mà mình để nó không thể nào mà nó chắc chắn được, nó dính đôi khi 1-2 vết xước anh em nhé. Đây, 1-2 vết xước, nhưng cái này nó không ảnh hưởng anh em nhé. Quan trọng là cái chất lượng bên trong của nó vẫn còn rất là ngon và rất là xịn sò cho anh em luôn. Con này thì setup cho anh em 6 mốt nhá. Con này thì đã lên video setup cho anh em những cái mốt chế độ rồi. Đấy, con này thì nói thật với anh em là giá với cái mức dưới 4 triệu được cái mức giá cái con vang số như thế này, không tội gì anh em không chơi cả anh em nhá. Mà nó quá đáng chơi cho anh em chứ không phải là gì nữa rồi. Cái giá nó như vậy mà anh em sở hữu được cái con vang cao cấp của JBL anh em nhá. Đấy. Một thời gần đây, cách đây 125 ấy, nó chưa ra VX8 ấy, thì cái 180 nó thuộc dạng phân khúc đầu bảng của JBL về cái vang số. Thì anh em có thể biết được là nó hay như thế nào và nó chất như thế nào. Đấy. Cái mặt đằng trước thì nó vẫn còn rất là đẹp luôn. Nhớ anh em đây. Vẫn rất là còn ngon luôn. Đấy, ok chưa? Và mặt đằng sau đây. Đấy. Đây thì nó hơi bị sáng tí. Nó cũng bị 1-2 vết xước này anh em nhìn nhá. Nó xước là do người ta cũng cắm mic vào thôi. Còn này mic đằng sau. Đấy. Còn đâu thì mọi cái thì nó như là gọi là như là xịn zin luôn cho anh em. Cái này là bao zin cho anh em nhá. Đấy. Chưa qua sửa chữa, chưa qua động chạm đâu. Anh em cứ yên tâm khi sử dụng cái con này thôi. Nó hàng bãi. Giá thì đây. Em cho anh em xem luôn chứ không hề dâu diếm thì nó thỉnh thoảng bị 1-2 con xước thôi. Đấy. Nên là gửi cho anh em nào thì anh em cứ thông cảm nhá. Vì nó là hàng bãi, nó không thể tránh được những cái này đâu. Đấy. Chất âm này nghe rất phê luôn anh em nhá. Setup con này thì không có khiển đâu anh em nhá, không khiển remote. Đi theo nó thì em có tặng cho anh em một cái dây nguồn thôi anh em nhá. Còn dây Canon thì không đi kèm đâu. Anh em muốn mua thêm dây Canon thì anh em vui lòng thêm 100.000. Canon chuyển Canon hay là Canon chuyển AV thì anh em thêm cho em 100.000 thôi. Thì sẽ kèm theo một đôi jack anh em nhá. Đấy. Cái đôi giá trên thì em mới bao ship cho anh em luôn. Đấy. Con này thì hay. Các cái nút này của nó hoạt động bình thường. Đấy, xịn sò cho anh em luôn. Đấy. Quá ngon, quá êm cho anh em về một cái con vang số anh em nhá. Đấy, JBL cánh 180. Con này thì em khẳng định với anh em là loanh quanh cái tầm giá 4 đồng, 4 triệu ấy, mà anh em sở hữu cái con này thì hết nước chấm luôn. Không có gì phải suy nghĩ, không có gì phải bàn cãi, không có gì phải lăn tăn về cái vang số như nào anh em nhá. Con này nó phải thuộc dạng phân khúc đầu bảng rồi, chứ nó không phải là những cái hàng bình dân, trung bình anh em nhá, mà nó thuộc dạng cao cấp. Cái giá như vậy thì quá thơm. Và số lượng thì em không còn nhiều đâu anh em nhá. Ngày nào cũng đi 1-2 chiếc mà về được có 20 chiếc thôi. Em cũng đã lên video cho anh em vài ngày nay rồi. Số lượng không còn nhiều đâu. Nên anh em nào có nhu cầu thì hãy nhớ nhanh tay để đặt hàng, để chốt cái con vang cánh 180 này. Đấy. Bên em thì lưu ý với anh em là giá là gần 4 triệu là bên em bao ship. Còn đâu giá cụ thể thì anh em có thể liên hệ anh em nhé. Và hỗ trợ cho anh em setup 6 mốt anh em nhé. Vì những con này là lắp phòng, nó không sử dụng được trong gia đình đâu. Vì phòng hát kinh doanh với phòng hát gia đình thì sẽ setup theo những kiểu, những cái mốt khác nhau, nó không thể giống nhau được. Nên là về đây thì em sẽ hỗ trợ setup cho anh em 6 mốt, 4 mốt hát, 2 mốt nghe nhạc để cho anh em có thể sử dụng. Mọi tin nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số góc dưới màn hình. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất anh em nhé. Giá cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ tốt cho anh em về dòng vàng KX180 này rồi. Chào tất cả anh em.